Xin chào cả nhà, chào ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của anh Hải Ca nha. Em là Yến Báo nè cả nhà ơi. Mấy ngày nào báo mới nhú mà giờ thành báo chùm, ngày nào cũng báo á. Em cầm máy quay là cả nhà cũng biết rồi đúng không? Hôm nay em không có cho anh chị Linh ế, mà em cho anh tía với mẹ Hương nha cả nhà. Sẵn lấy cái đà này cho anh miết luôn. Em cho anh, em có suy nghĩ ra được cái màn cho anh này. Cả nhà không tiếc cái phần này của em như thế nào nha. À cả nhà ơi, chỉ còn vài tháng nữa tới Tết rồi. Cả nhà muốn da trắng sáng để nổi bật để ăn Tết thì cả nhà cứ liên hệ với bé Yến nha. Bé Yến sẽ tư vấn nhiệt tình cho cả nhà mình. A few moments later. Nè, cái gì nữa? Đi đâu vậy? Còn giờ thì còn ngồi đây vậy? Đi ăn đám phổ. Cần trang điểm không? Thôi, tao lại mẹ nữa rồi. Để tự nhiên cho đẹp đi. Đây trang điểm cho. Thôi. Tháng 10 này là đi ăn hết tháng luôn á. Mày giờ đây mày chờ ai nữa? Ăn rồi, về rồi, mệt rồi. Ủa đi đâu đẹp à? Viện gì, bệnh gì nữa? Tôi thấy mắt lạnh mà. Con người sao mà đi bệnh viện? Con người không có sao hết trơn. Sao mà đi bệnh viện? Tào lao. Đi bệnh nói viện. Thiệt đi nghe, đừng có giấu, bệnh không có giấu à. Nói này cho mẹ nghe nè. Thì nói đi, bệnh mà giấu vậy? Con đi bệnh viện để xin nhúng tay á. Con đi bệnh viện để xin nhúng tay á. Nhúng tay? Nhúng tay là sao tôi không hiểu. Đúng đây là sao tôi cũng hiểu. Không hiểu hả? Cái này biết cái giống sao là sao? Nam mình gọi là gì? Giống mình. Đi xin giống tay. Giống tay là sao? Là để ra cháu nội của mẹ nó nhìn cái tay á. Trời ơi bà ơi, ta kêu cấy chứ ai kêu giống tay. Giống tay thì cũng ghé xin thằng tay nó được đó. Châu lại mày luôn á em. Châu lại mày luôn á em. Sao mẹ? Ở nhà có giống mà không đi ra đi lấy giống tay chi hả? Giống đâu mẹ? Giống Hải Ca đó chị. Ơi yếu xìu mẹ ơi. Ơi yếu xìu mẹ ơi. Giống tốt của ta yếu xìu. Hồng lao. Áo quý hồng ơi. Giống tay người ta mới đẹp, sinh con nó đẹp chứ con Việt Nam. Hải Ca nó đẹp muốn chết, bộ mình chê nó xấu hả? Xấu quất à. Giống từ trong đây giống ra mà. Hải Ca yếu xìu. Cái gì mẹ con mà mày giống hết răng vậy? Con Yến nó chê giống của ông à. Chuyện lại yếu xìu xấu quá gì kìa. Ông đẹp trai mà. Giống gì? Giống cho đẻ ba con mà nó chê giống Hải Ca. Mà hai mày con mày gút gút nói cái gì? Nói đi gì? Cái tay gì á? Cái tay là cái giống gì? Tay. Con mới đi xin giống tay vậy mà người ta kêu đi từ từ nói cho con dễ hiểu. Nó đi tay giống mà nó kêu giống tay, tôi đâu biết giống tay là giống gì. Là đi lấy cây giống á. À. Là của người Tây á. Sao mà mắc vậy? Mắc nhìn Hải Ca mà không Hải đi Hải Ca mà. Người ta đẹp muốn chết luôn mà nó chơi. Hải Ca cũng giống tay à? Thôi Hải Ca mà đẹp gì mẹ? Không biết đẹp nữa hả? Không đẹp cho mày. Thương nó. Không mũi cao mở dơi mà nó chê không hỏi. Giống tay. Mở nào mở dơi. Hải Ca ông đẹp mà sao nó chê nó ra giống yếu xìu. Hả? Giống qua ông Truyền lại. Hả? Giống qua ông Truyền lại. Giống yếu xìu nhìn mẹ nhìn coi nhà có ai đẹp đâu. Giống có tí yếu xìu. Giống người ta ba đứa con mà nó chê yếu xìu. Ta ém nè, không ém thì đẻ thì bà nội luôn rồi mà. Giống người ta ba đứa con mà nó chê yếu xìu. Ta ém nè, không ém thì đẻ thì bà nội luôn rồi mà. Chê vậy. Trời ơi con này. Trời ơi giống tôi mà nó chê khổ yếu xìu à. Có Việt Nam mà nấu đẹp nó phải giống tay mới đẹp. Con hiếm lắm mới sinh được cái thằng tay đó đó. Thằng tay thằng ngu nào thằng ấy ca nó đẹp vậy mà mày còn chê mày đẹp chỗ nào mẹ? Mày đẹp chỗ nào đâu? Trời ơi người ta đẹp. Trời ơi không biết nói sao. Không đẹp sao đó mày thương nó chi vậy? Con thương ảnh là cái tính tình chứ không phải là vẻ bề ngoài, không phải là giàu sang gì hết. Cái tính người ta đẹp muốn chết luôn mà mày chê mày muốn lấy cục chú thúi đó hai chị vậy trời. Mày nghĩ sao vậy á? Chú Hải Ca này chỗ nào mẹ? Nó đẹp toàn dạng luôn á. Rồi mày cấy ra rồi nó kêu bà bạn gì? Bà nội. Thôi mà đâu mà ra có bà nội không đó. Mày nói ít tiền hả? Mấy trăm á chứ không phải chơi đâu. Mày nghĩ thì sao tao không biết nữa. Hải Ca tao đẹp trai muốn chết luôn rồi. Đẹp chỗ nào mẹ? Có thấy đẹp chỗ nào đâu. Trời ơi mặt thỏ mỏi dơi răng luôn. Trời ơi mặt thỏ mỏi dơi răng luôn. Má ơi gì bà thả con tôi lượn gốc vụ thằng thả con nó mặt thỏ mới vô
tao mỏ chơi gì mà nội luôn á. Mày gắn khô. Mỏ gắn khô. Mày chơi con ra chỗ nào? Trời ơi. Nó đẹp toàn dạng vậy thôi. Ơ thấy chưa, cái giống của ông nó chê rồi cả, nó lại lấy giống tay. Đẹp đúng mà. Đúng rồi, trả lời cũng hẹo à. Trời ơi, tao không biết nghĩ sao nữa chứ người. Thôi thôi. Sao vậy? Thằng hải ca vậy mà mày chê. Vật thổ mỏ dơi mà mỏ cũng khô nữa. Thì nó đẹp trai toàn dạng mà mày chê chỗ nào? Mày thấy ông phải hùng không? Mày thấy cha nó sao con vậy mà giống ra vậy mà giống tốt mà mày chê. Trời ơi, mẹ ơi, lấy giống người ta vậy mà nó chê rồi sao? Mày cả thằng con tôi mà cả thằng hải ca. Ừ. Rồi bà nói giống tôi thì tôi cũng vậy. Thì mặt thỏ mới dơi, mặt ông cũng mặt thỏ mới dơi chứ mặt thì sao? Rồi gân hô vậy? Ừ. Nó ta giả luôn vậy. Trời ơi, người ta đẹp tự nhiên bà ơi, người ta không có sửa sắc đẹp mà bà chê cái gì nữa. Bà phái tây lắm hả? Đúng rồi, cũng phái tây chứ bộ con biết sao giống với thằng mẹ đi quen con tao chi. Không quen nó được mẹ. Trời ơi, thôi thôi thôi. Không giờ con lỡ sinh giống rồi. Cái giống màu sao mà nó chê. Thế tôi đẻ, cái giống tôi đẻ ra ba thằng thôi chứ ba đứa thôi. Có trai có gái mà nó còn chê mày ham giống tây. Tây mà món nó không biết tiếng Việt, nó nói tiếng Tây không sao. Đâu. Giống như con nè, con là bên nội con là gốc Khmer. Mà con thì người gốc Việt Nam à? Thì giống con gốc Me hả? Gốc Me, con gốc Me mà nói chuyện tiếng Việt Nam nè. Thôi bà ơi, tôi mới nói sao. Sao mẹ? Thua. Nhỏ thì không nói gì nghe, lớn nó có nhùi trong đó. Mày biết không, bây giờ là người ta cấy tinh trùng Tây, bây giờ là đang hot lắm. Hot cái gì mà hot, cả hải ca vậy mà ta nhìn vô là tao biết nhà mình có tiền, người ta đâu có biết nhà mình nghèo đó mẹ. Trời đất ơi, nó giàu có tiền, nhà thì nghèo chết mẹ luôn. Có cái vỏ, không có cái ruột mà. Nghèo gớt mồng tơi. Mà nói trên trời dưới đất mồng tơi để gớt. Nói trên đời với đó. Nó còn che nổ một có một tơ mà gớt. Mày đẻ ra là thằng Tây rồi, người ta kêu thằng Tây bằng sao? Chứ nội. Thằng Tây tao kêu bằng cái gì? Rồi má thằng Tây tao kêu bằng cái gì? Má thằng Tây tao kêu bằng cái gì? Má thằng Tây tao kêu bằng cái gì? Thôi không có được. Đâu? Chỉ là xin giống thôi mà chứ đâu lấy con đâu. Mệt quá bà ơi, giống nào thì đẻ giống đó đi. Giống đẹp Việt Nam thì đẻ giống Việt Nam đi, có đâu lai lai. Giống Việt Nam xuống quốc à. Ta vậy mà sao? Mày đi kiếm thử là có được như thấy ca không mà mày chê con cái xấu. Bọn thỏ mới chê, mẹ mới chê. Không phải là tao chê, mặt nó thỏ nó dơ thiệt. Răng thì hô, có sao tao nói vậy, không nói thêm. Cái bình thường sao bà hô nói giống tôi mà bà. Thì nó giống ông mặt thỏ mới dơ. Tôi răng hô đâu. Thì hơi hơi, hạnh hạnh. Mặt cái bạo thỏ mỏ có dơ đâu. Mấy cái bạch đó là nó khôn bà nội luôn mà không chịu. Đi kiếm mà giống tay. Việt Nam thì kiếm Việt Nam mẹ đi. Like chi vậy trời? Like đi cho con cháu mình sau này nó giống nó đẹp đẹp không đâu. Đẹp giờ mà đẹp. Trời ơi, yếu ơi, yếu. Tao lại mày luôn á. Mày làm ơn mày ở nhà đi. Mày chưa có cưới hỏi hết là mày có cái bầu là chết mẹ mày luôn á. Đợi giờ là 4.5 mà mẹ ơi. 4.5. Không phải là tao chửi thề mà là chết thiệt á, là chết mẹ của mày á. Chết là chết mẹ đẻ của mày á chứ không phải là tao chửi thề, là chết mẹ luôn á. Chưa cưới mà có bầu á. Đợi giờ nấu cần chồng cũng có con được rồi mẹ. Trời ơi. Nó nói ngang, nó nói không có lợi đâu bà ơi. Nói kiểu này ba làng con nói hết cái dòng họ nó cũng không lợi. Dòng họ quỷ nó cũng không lợi. Tao cũng họ Trần, mày cũng họ Trần mà sao kỳ vậy? Trần này đâu có Trần Tuồng đâu. Bà Trần mà gốc con chim chơm có nó là gốc me. Mà gốc wow. Ủa sao gốc người sầu ta đông mà gì? Cũng họ Trần nữa ta? Thấy không mẹ? Gì, mà nói cái gì tôi không hiểu. Ý là Nguyên nó đốc qua cha nó cam mà sao nó gọi Trần. Nói gì họ chứ. Thôi tao lại mẹ đi. Thôi mẹ nữa mẹ không có trả tay chưa có chồng mà chưa cưới hỏi thì mang cái bầu đó là chết mẹ luôn. Thiệt đâu mẹ chơi. Giờ nè, giờ anh Hải ca cưới con đúng không? Thì con không lấy giống của anh Hải ca thì con lấy giống tay. Vậy thôi cưới làm cái gì? Thì anh Hải ca thương con thì anh Hải ca mới chịu. Thôi dẹp đi. Con có bàn bạc với anh Hải ca rồi là anh Hải ca chấm hết rồi. Thằng ấy nó khùng á, nó mới chấm nó chai chấm. Anh Hải ca nó chỉ cần đợi mẹ đồng ý. Giống Việt Nam ta mạnh mà không chịu lấy thì lấy giống gì giống đâu không? Việt Nam xuống quốc. Xấu gì mà xấu. Con ta vậy mà chơi xấu. Giống tía xuống quốc. Thấy ca tía nó không, đẹp trai cỡ nào không? Ý là con dâu ông nó nói ông và chồng xuống quốc á. Chơi thằng Hải ca chơi tôi đâu? Thì cha đi, cha sao con vậy mà? Phải người đi giống bà sao mà bốn tay thì dạo mặt thì thỏ. Thôi mà chơi mà thả một hồi là con tôi không có ra cái gì. Mà nói lỗ mũi xẹp luôn đi. Rồi thỏ mỗi giờ lỗ tay dạo luôn đi. Thì nó lỗ tay dạo thì nó lỗ tay dạo có sao mình nói vậy. Lỗ tay vậy mà nó chê. Còn lỗ mũi xẹp hả? Lỗ mũi nó cao, nó cũng đẹp trai, tướng tá ba ô ô về.
chứ ta nó là Ozon luôn á. Ozon cười gì mà cười. Ozon là cái gì? Mion, Mion đúng rồi, Mion. Trời ơi, dốt, dốt mà đặt làm thơ. Còn lại mà đúng ít, mà đừng có làm gì giùm tao đi. Không có tay gì, không có tay đuôi. Má mày không biết, má mày biết là chết mẹ luôn á. Đâu mẹ không biết rồi. Hay quá, em biết rồi. Trời ơi, nó đi cái giống tay. Đúng rồi, giống tay thiệt. Giống tay nó hãm chết mẹ luôn á, chứ giống tay. Đâu dễ gì mà đụng được con à. Đúng rồi, giống tay nó hãm mày chết bà luôn. Giống tay cũng xin giống nó rồi. Thôi, tôi nói nhiều, mệt lắm mà. Vài bữa nó có cháu. Giống tay đẻ hiếp dâm mày thấy bà mày luôn. Thôi, kêu bà bà nội, đừng có kêu ông nội. Thôi, dẹp vô đó đi con. Ông nội. Tha được tao mày tha đi, đúng rồi. Mày đừng có báo cho nó mệt quá. Trời ơi, cái này nó lấy nó quăng luôn chứ nó tha. Ủa, giống tía đẹp không mày? Sao không đẹp? Trời ơi, mày thấy tướng ta không? Đẹp trai mà hiền hả? Hiền khô luôn. Hiền lắm. Mới kia hiền mới rủ đầu nè. Mới kia hiền mới rủ đầu nè. Đốt đốt mà kiếm thử rồi ra hãy ca tao không ở đâu. Tối ngày tối ngày tôi ở nhà không đốt đốt có gì kiếm con. Ăn chơi không có nhậu nhẹt không có đá gà đá banh gì cũng không có mà chê con tao chê gì. Vậy hả? Phải chi nó xấu nó hư nó dảnh gì mà chê cũng được. Thì hư thiệt nè, bữa nay mày diễn tả nó hư mà. Tao nó mặt thở mỗi dơi đâu tay hơi dảo thôi. Mặt thở mỗi dơi đi cha người ta rồi. Trời đất ơi. Nè, chỗ này là cha nó nè. Mới vơi là cha rồi còn nhiều nữa. Nè, ừ. Dễ kiếm lắm cha nó. Mà bây giờ tao nói thiệt mày nghe em. Dạ. Bây giờ không có giống tay giống tay tôi mệt lắm rồi đó. Tao mày làm thì giống tía là được đúng không? Giống hải ca giống tía chị. Tía chết mẹ luôn. Đi vô, thấy cái gì đứng đâu quay vậy? Tôi giống mẹ. Dạ. Giống mẹ chồng chết mẹ luôn. Ra thì nó ra thì năn nỉ mà tới gì vô. Giống hải ca. Rồi giống hải ca. Rồi giống tía vậy. Thì giống tía mới chuyện lại cho con chứ.